Vâng thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn Ngày mới kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe Và một ngày làm việc hiệu quả Vâng sáng sớm Mọi người lên tự thưởng cho mình một bình trà nóng ạ Để tạo một cái năng lượng hưng phấn Cho cả một ngày làm việc ạ Vâng chúng tôi lại về hàng mới Vâng thưa quý vị hôm nay chúng tôi về 28 mẫu sản phẩm cũng được rất nhiều quý vị và các bạn trên toàn quốc quan tâm và ủng hộ nên chúng tôi về hàng mới liên tục ạ à. vâng thưa quý vị chúng tôi sẽ phục vụ đến quý vị và các bạn từ nay đến tết để quý vị và các bạn có những bộ sản phẩm ấm chén từ xa đẹp độc để trên bàn trà cùng đón xuân vâng để để mời quý khách đến nhà vâng thưa quý vị Đầu tiên Nào mà em tỉnh Lan chất đất đoàn Lê Ấm rất to, rất đẹp 310 mil 480 nghìn Rất đẹp, rất rẻ Thứ hai là mọi em Tây Thi Họa tiết Cành mai trắng đắp nổi Cành mai đắp rất có hồn Đấy Chất đất đại hồng bào màu rất đỏ vâng thưa quý vị ấm rất đẹp rất rẻ 400 240ml 650 nghìn tiếp đến là em Tây Thi họa tiết canh trúc khắc chim em này lọc tổ ong 188 lỗ rất phù hợp với các bác thích không tắc trà thích nước khỏe vâng thưa quý vị 230 mil 1 triệu 150 nghìn. Tiếp đến là một em thạch biểu. Đợt đại hồng bào. Khắc bát nhã tâm kinh chìm. Ấm rất đẹp. dáng rất bay. 200 ml 1 triệu 080 nghìn. Đây hàng rất lạ đây ạ. Vâng thưa quý vị một cái cốc từ xa. Chất đất hoàng kim đoàn nguyên khoáng đây thưa quý vị. Đấy. Khắc chữ cổ rất đẹp, hàng làm thủ công bằng tay. Mỗi một chiếc cốc này đều có chứng thư của nghệ nhân đi kèm. Đặc biệt chiếc cốc này vào mùa đông ấy, quý vị và các bạn uống trà thiết con âm hoặc các loại trà hoa, trà ô long cho vào đây. Sau đó đậy lại Giữ ấm giữ nhiệt rất tốt Đấy 430 ml 790.000 Trông rất đẹp Rất có hồn Vâng thưa quý vị Tiếp đến là mấy em đường vũ 270 ml 790.000 Chất đất đáy tạo thành Phần cá này Làm bằng gỗ mun ạ rất đẹp đấy đáy chất đất đáy tàu thành nguyên khoáng ạ vâng thưa quý vị hàng độc hàng đẹp tiếp đây ạ là một em tây thi khắc triện chữ phúc chữ tài chữ thiền chữ lộc vâng thưa quý vị đây là phần khắc chìm ạ người ta làm ấm xong người ta dập dập bằng tay các họa tiết lên trên bề mặt đất cũ chu lê Đấy. Lọc đồ ong 188 lỗ. Rất phù hợp với các bác thích nghiên cứu, thích sưu tầm. Thích săn những hàng độc, hàng đẹp. Các bác thích hoài cổ và các bác chơi đồ phong thủy ạ. Rất đẹp, không miễn chê. Vâng thưa quý vị, đất cũ. Đất cũ lên trông lên ten màu trông rất hoài cổ. Vâng thưa quý vị tiếp đến là một em Dương Dũng Khắc bát nhã tâm kinh Chìm Đấy Một chữ ấm rất hoài cổ Trông có vẻ rất truyền thống của Việt Nam Vâng 270 mil 750 nghìn Đặc biệt phần quay là người ta à, Tết bằng đồng rất là đẹp và chắc chắn Vâng thưa quý vị, đây hàng VIP nữa đây ạ. Hàng ngon bùa rẻ nữa đây ạ. Làm mà em Tây Thi. Họa tiết chữ Phúc dát vàng. Đấy. Dát rất đẹp. Ấm rất to 270 ml Nọc tổ ong 188 lỗ. Vâng thưa quý vị, 950 000 đẹp đọc rẻ nhất Việt Nam đây ạ. Đấy. Tiếp đến là một am Đức Trung. Chất đất đoàn nê lung hỏa biến. Lung khoảng 1280 độ trở lên. Đấy. Phần bề mặt cháy lên. Trông rất bóng như sứ ạ. Dùng loại ấm này thì không cần phải dưỡng. 850.000, 250.000. Tiếp đến là mấy em chúc đoạn trận đất đoàn nê rất đẹp, rất to, 300 mil. Đấy. Riêng cái lắp này rất đáng giá tiền. Tôi rất thích cái dáng trúc đoạn này, thưa quý vị. Bởi vì cái phần lắp rất to, rất tiện, rửa. Đấy. Quý vị nhìn rõ vẹt, vết quét ở dưới đáy ấm đấy ạ. Hàng làm thủ công bao giờ cũng có những vết này. Đấy, rất nhiều lọc Ấm rất to Đặc biệt ấm này cũng có chén đi kèm Tất cả ấm đây đều có chén đi kèm nhé riêng bộ trúc đoạn này thì rất hợp ạ Đây cũng là chén trúc ạ Vâng ừ. Hợp màu đến 100% Chén này có 45 000 một cái thôi Đấy, hơn một triệu được bộ ấm chén Không đô đẹp bằng Vâng thưa quý vị tiếp đến là mấy em châu bàn Đất tử lê Họa tiết lắp Là một cái nhụy sen Rất đẹp Đấy 320 mil 1 triệu 080 nghìn Cấm rất to Vâng thưa quý vị Tiếp đến là mấy em minh viễn tứ phương Đấy, bốn cái chân này dáng rất chắc chắn họa tiết chữ cổ chữ tổ chữ cổ đắp nổi và khắc chìm rất đẹp dáng rất chắc chắn 240 mm 1 280 80 nghìn 1 triệu 280 000 tiếp đến là em tứ phương tiếp 270 mm 1 6, họa tiết lắp là một đầu một chú rồng ngậm trâu rất đẹp Đấy. Ấm này rất phù hợp với các bác nào thích nghiên cứu sưu tầm đồ cổ hàng độc hàng đẹp. Về lại hàng đẹp tiếp nữa đây ạ. Tiếp đến là mấy em lê hình. Hàng rất đẹp, đây lắp rất khít như tiện luôn. Ấm thủ công 100%. Đấy. Lọc tổ ong 188 lỗ, đặc biệt trên bề mặt rắc rất nhiều vàng 24k đây, vàng lung nóng chảy bung ra như những bông hoa đấy rất đẹp 1 triệu 190 nghìn 190 mil ấm này hai, hai bác dùng thì cực kỳ đẹp tiếp đến là mà em song tuyến hàng nghệ nhân VIP làm thưa quý vị ấm rất đẹp 270 mil 1 triệu 180 nghìn Hàng nghệ nhân VIP thì đừng bàn với công năng rồi Tiếp đến là mọi em Phan Hồ Khắc chữ thư phát chìm Đất đại hồng bào rất đẹp, rất đỏ Vâng thưa quý vị, 250 mil 1 triệu 280 nghìn Cũng hàng nghệ nhân VIP Đấy, kêu đánh như kim loại tiếp đến là mấy em Thủy Bình khắc bát nhã tâm kinh chìm Vâng thư quý vị đây ạ đẹp không ạ em này cũng lọc tổ ong 188 lỗ Thủy Bình rất nhiều các bác thích 1 triệu 05 80.000 200ml 210ml Vâng tiếp đến là mấy em trụ sở Đây phần nắp có đẹp không ạ Rất đẹp 270ml 1 triệu 280 nghìn Hàng nghệ nhân VIP Nắp rất khít Đặc biệt phần đáy này Là nguyên khoáng đại hồng bào này Đấy. Nghi hưng này Vâng thưa quý vị ấm rất đẹp 270 mm 1280 tiếp đến là bộ 3 gốm lê hưng khâm châu vâng thưa quý vị rất nhiều bác lớn tuổi thích cái màu này ạ à. đầu tiên là mờ em trụ sở 280 mm 1680k vâng loại màu này loại đất này Uống trà Việt thì rất ngon ạ. Rất nhiều các bác lớn tuổi thích cái ấm kiểu này ạ. Đấy. Tiếp đến là mấy em Đức Trung 220 ml 1680 tiếp. Họa tiết rất cổ và ấm rất đẹp. Mấy em Viên Châu 270 ml 1390. Ấm này các shop khác bán trên lúc lão 2 triệu rưỡi. Đấy, quý vị và các bạn có thể vào các shop khác. Đấy, họa tiết hoa mẫu đơn rất đẹp. Ấm rất đẹp. Tiếp đến là mấy em thanh ảnh. Đất đại hồng bào, họa tiết sơn thủy hữu tình. Ấm rất bóng và đẹp. Hàng nghệ nhân viếp làm. 380 mil. Ấm này khoảng 6 bạc. Trở lên dùng thì rất đẹp. Vâng, ngày xuân mà có cái ấm trà to. Anh em 6, 7 anh em quây quần ngồi thưởng trà. Bàn luận về thế sự thì không còn gì tuyệt vời hơn ạ. Vâng, thưa quý vị. 380 mm 1480. Ấm to mà lại rẻ. ạ. Tiếp đến là mấy em thạch biểu đề lương. Họa tiết chim thiên Nga khắc chim. 270 mm 1250.000, triệu 1.250.000. Rất hoài cổ. Vâng, bộ 3. Bộ 4 hàng đẹp vip đây nữa ạ. Một em ấm bán nguyệt. Họa tiết bát nhã tâm kinh chìm. Và hoa sen dát vàng. Ấm rất đẹp. Chất đất hồng bì long như loại này, loại bóng ạ. vâng Trên thị trường các bác cũng đã nhìn thấy một lỗ số loại ấm như thế này rồi. Như hầu hết là màu đen. Hoặc là màu tử lê. Tức là nó hơi đen một chút. Nhưng mà màu đỏ hồng như thế này thì ít lắm ạ. Hầu như không có đâu ạ. 330ml. 2 ,3 triệu 3. Ấm rất đẹp. Cái này phù hợp với các bác nào nghiên cứu hoặc sưu tầm đây. Tiếp đến là mấy em văn cân như ý. Đấy, họa tiết rát vàng. Rất đẹp, đặc biệt là cái phần đầu của cái vòi ạ. Chất đất thiên thanh nê huyên khoáng đây. Quý vị và các bạn phải nhìn rõ hạt khoáng trắng trắng nổi ạ. Đây. Tổng thể chữ ấm của chúng ta rất đẹp cực kỳ cân đối hàng nghệ nhân vip làm 320 mil 3 triệu 2 dương tiền vàng trên ấm đã rất là giá trị rồi đấy làm thủ công mà nó cân đối như này phải có trình độ tay nghề thế nào ạ Vâng thưa quý vị tiếp đến là một em long đán Chất đất dáng ba lê nguyên khoáng Đây hạt khoáng rất to Vâng đất rất hiếm và đắt Đất này uống các loại trà Việt thì không phải bàn Đấy. Long đán trứng rồng Đặc biệt họa tiết vòi và quai là họa tiết rồng Ấm rất to và đẹp 320ml 2 triệu 380 nghìn Đấy. Vâng thưa vị hàng VIP nữa đây ạ à. Một em thạch biểu Chất đất hắc lê nguyên khoáng Họa tiết chim công đắp nổi Phần này phần đắp nổi quý vị ạ à. Đắp nổi rất cao Quý vị các bạn nhìn nhìn chú chim công này Trông sinh động Sinh động rất sinh động Vâng thưa quý vị Ấm này rất đẹp cũng có những chữ ấm như thế này mà vẽ một chú gà trống thôi mà có những shop bán đến 25 triệu thưa quý vị hôm nào tôi sẽ mang chữ ấm đấy về đây cũng thạch biểu như này vẽ họ gà trống chỉ bán có 3 triệu chín thôi ạ cùng trưởng cùng nghệ nhân vâng thưa quý vị vì sao tôi luôn luôn nói với quý vị và các bạn rằng quý vị và các bạn bỏ đồng tiền ra phải mua đúng với sản phẩm của mình Đấy, tôi đã cảnh báo các shop rất nhiều rồi. Vâng, 270 mil 3 triệu 9. Đặc biệt có chén đi cùng họa tiết hoa mai đắp nổi. 120.000 một chiếc chén. Bộ này uống 4 chén con một chén chủ thì tuyệt vời luôn ạ. À. Vâng thưa quý vị. Đặc biệt đặt trên một khay trà gỗ tử đa Ấn Độ đường kính 28 phân dày 4 phân dày 4 cm hàng nguyên nguyên khối vâng loại gỗ chỉ dành cho vua chúa thôi ạ à. đấy họa tiết trên khay trà rất đẹp khay trà là 2 triệu 380 nghìn vâng đặc biệt trước tiếp là một chiếc khay trà to gỗ tử đàn Ấn Độ đấy xung quanh nẹp đồng đây là viền đồng ạ đặc biệt đặc biệt bên trái có lá phong vàng vâng thưa quý vị dày 4,5 phân bàn trà kích thước 80 x 35 dày 4,5 phân gỗ tử đàn Ấn Độ giá 5 triệu 8, 8, 8 mạnh dạn bảo anh với quý vị và các bạn bàn này 25 ạ đây vân gỗ xoáy rất đẹp ạ vâng thế giới từ xa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video quý vị và lào chưa đăng ký kênh xin vui lòng đăng ký kênh để chúng tôi luôn cập nhật những sản phẩm đẹp độc và quan trọng rẻ nhất việt nam để quý vị và các bạn được sở hữu những sản phẩm đúng với giá trị đúng với số tiền và quý vị và các bạn bỏ ra để phong trào thưởng trà chơi ấm từ xa ở việt nam ngày càng một phát triển lành mạnh và vững chắc vâng chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại